báo cáo với cả tại nhà là một cháu bé đã bị qua lan can. Vâng, và chúng tôi có nhận ra là một cháu bé ở số nhà 52 đường Trần Quang Khải, phố Long Bình đang trèo qua lan can khi bố mẹ ở nhà và có chủ nhà cháu đang trèo qua lan can. Và chúng tôi khi quay lại hiện ra là cháu đang trèo qua lan can và đang trượt mạnh rất nguy hiểm. Rồi, nhưng mà anh đã bắt được cháu. Vâng, anh này chưa rõ danh tính và mọi người đang rất là lo lắng cho cháu bé. Và ngay lúc này thì tất cả mọi cư dân ở thành phố Long Khánh đã chạy ra. Vâng, đã chạy ra rồi ạ. Vâng, đang chạy ra, đang ôm cháu bé. Vâng, cháu bé thì đang rất là lo sợ và cháu đang khóc rất là to. Vâng, chúng tôi quan sát thì có rất nhiều người đi qua đường rất là giật mình khi sự việc xảy ra. Vâng, anh này thì anh ấy đang uống nước và anh ấy chạy ra và anh ấy đang ôm cháu bé. Thì cháu bé không nhận ra cái đau đớn bằng rất đau đớn và cũng đang bị thương hơn. Ôi, các bạn, cháu bé không may mắn là sẽ hết tình bằng. Tất cả đã nguy hiểm, cháu rất nguy hiểm. Và ngay đây lúc này thì có một chị đằng trước cửa đang mang một số các xe cùng bảo hiểm. Cháu bé đang không biết có bị sao không, rất là nguy hiểm.